Ở nhà hôm nay trời mưa gió lớn, nhà mình chỉ ăn cơm có nhiêu đây thôi nha mọi người. Một son thịt gà đi sân cơm, còn mấy đứa nhỏ nó đi học hết rồi. Xuống cơm ra bố, chỉ có hai vợ chồng ở nhà thôi, vừa ăn vừa gọn mà lại nhanh nữa. Bữa ăn khổ quá cả nhà, mưa gió đâu đi chợ được, còn chút thì gà nó vàng thơ luôn. Ăn trong son luôn khỏi cần ghép, gái như thằng con trai nó đi hẹp luôn. Không ở ăn tại trường, bữa cơm đạm bạc của nhà này của hai vợ chồng mình đó mọi người à. Trời lạnh ăn dày ngon lắm nha mọi người. Trời nắng thì chắc ăn không nổi, với trời lạnh này chắc ăn rất là ngon. Đây, đây là miếng thịt gà kho xương rồi đó, kho mặn mặn. Nhìn sẽ mình ăn ngon thiệt luôn á. Là bên này không khí nó lạnh dữ không biết. Anh xem rồi đi mần tiếp. Mình vừa anh vừa quay luôn nha mọi người. À, thằng con trai của mình đã gì kìa, để mình kêu nó xuống ăn luôn. Tuấn, Tuấn ơi, đi đâu rồi? Cơm thịt gà thật là đơn giản mà ngon. Mấy gì vô ăn đi con, ngon lắm. Ăn 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 cái miệng ăn ăn. Có thị trường nữa không? Không có. Ghê lắm. Ngon ghê lắm. Lần lạnh đi cái gì cũng ngon, đúng không? Trong quê mình mùa này nó lạnh quá mọi người ơi. Mọi người quê mọi người có lạnh không? Nghe thấy chưa vậy? Chờ xếp xem mà.
Lạnh mà ăn rất là ngon. Đó, miếng thịt gà đó. Kho keo keo với đường, với muối, với bột ngọt, với đường. Ăn qua bữa tao rất là đơn giản luôn. Ăn cơm son luôn. Mình nghĩ sao con kho mà cũng ngon nha, kho ngon nữa. Ủa? Vậy sao tôi thấy cái miền Tây nha. Miền Tây với miền núi thì nó ăn thịt chuột mà mình gốc. Thịt chuột mà dường như nó ăn gà này nó bắt nó làm thịt ăn hết. Như hàm này nó cũng ăn luôn, nó quay vô. Được. Ừ. Bữa là thơ bắt tạm bữa này thôi. Sao? Ừ, tưởng đây. Của người ta đó. À, nó làm ra nó quay lên nhìn ngon lép. Ăn như thịt gà mình đây nè, ăn như xong thịt gà đây luôn nè, đó. Mở mình lại thấy không dám ăn. Người ta ra đầm người ta bắt. Bữa nào mi làm của anh nha. Sao vậy? Để sẵn mà con. Đây là cao luôn. Hử? Nói sao trời, nó ăn ghê quá mà mình cứ sợ. Mình đang thử làm cho biết chứ. Thịt chuột kho lên cũng như thịt gà luôn á. Chuột đồng chứ chuột chuột gà, chuột đồng chuột gà. Chuột cống cống nó đặt luôn, nó bán có tiền ghê quá mà nói sao. Chuột ơi, mình nó chạy bẻo bánh thêm được đó.